Chào mừng mình là Ngọc Bích. Với đây thì hôm nay Ngọc Bích sẽ làm thêm một video cho mọi người cùng xem. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại để làm thêm một video vẽ về vẽ lại tranh của em tôi. Đây, ngày hôm nay bức tranh mà Ngọc sẽ vẽ lại chính là một bức tranh vẽ về một cô phù thủy. Đó, cầm con rắn. Đây, đó, mọi người không? Đây chính là bức tranh của em Ngọc vẽ một cô phù thủy. Thì lúc trước thì Ngọc cũng đã làm một video vẽ về phù thủy rồi, nhưng mà là phù thủy Lolita. Còn lần này thì nó cũng không, nó không phải là Lolita mà nó là loại khác. Đó, ngày hôm nay Ngọc sẽ vẽ lại tranh của em tôi, mà là vẽ một cô phù thủy cùng với một con rắn màu trắng. Hết phim. Đó, thì giờ trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì mọi người quảng cáo thì nhớ sẽ báo cho Ngọc, hỗ trợ Ngọc có động lực cũng như là kinh phí để cho Ngọc có thể đầu tư vào video nhiều hơn, cũng như là kênh Ngọc càng ngày càng đi lên. Và cũng như là khi mà Ngọc đầu tư vào video nhiều hơn thì mọi người sẽ có một trải nghiệm tốt khi xem video, đúng không nè. Đó là nay nói lòng vòng quá đi. Thì các bạn cũng nhớ lại sub cho Ngọc nha. Bạn nào chưa sub thì sub cho Ngọc đi, để Ngọc đủ 4.000 sub. Ngọc cũng rất cảm ơn các bạn đã sub cho Ngọc nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ không chần chừ gì nữa, bắt đầu ngay vào luôn video nào. Let's go. We'll be right back.
sau khi được hoàn thành thì cô thể của chúng ta thì nhìn khá là xinh đẹp đó. Ừ, có một cọng tóc thả lòn xuống đấy, mắt màu tím liễm, tím chim tím liễm mộng mơ, à là mộng mơ đó. Tay thì có cầm một con rắn và nó khá là giống bức tranh của em mình đâu rồi, bức tranh của em mình đâu rồi, người đàn ông đi lấy cho mọi người. À đây là mọi người này đó, y chang luôn mọi người không, đấy của mình hắc bính nè mọi người không. Đấy thì mặt cửa này là cục còn ngóng thì nhìn cũng ra cái bính đó nghe. Đấy thì này ngẫu vẽ theo kiểu người bán thịt và cái mặt này thì hơi bị mập tí, mọi người thông cảm nha, bởi vì đó là lâu rồi ngẫu mới quay lại nét này đấy. Thì ok mọi người, thì ngẫu có đăng ký tên ở đây thôi. Ok mọi người, thì video ngẫu này cũng đã giải video này, lại cho một like, một share và đăng ký kênh, quên ấn những cái chuông bên cạnh để mà ngẫu có video mới thông báo nha. Còn bây giờ thì ngẫu xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Yêu mọi người nhiều.